cái món xả me ngon lắm, mà từ đó giờ chưa biết, nó ăn là ghiền luôn phải không chị? Rồi cái này chắc em mới dám ăn rồi, tại vì ăn mà sợ ghiền là mốt có ăn luôn. Rồi món này có rồi chứ đâu rồi, tại giờ ghiền rồi mốt rồi mất chạy lên đây rồi kiếm cô bác với anh chị đây là làm nữa. Chị có thể cho em một cái cảm nghĩ, cảm xúc khi mà mình đến đây để phục vụ bà con cô bác trong cái ngày đại lễ của Đức Bổn Sư Dương Tịch kỷ niệm 132 năm không chị? Không, chị nói cảm xúc, em hỏi cảm xúc của chị mà. Chắc cái kiểu này vui quá không nói nên lời rồi. Đúng không vậy? Vui quá không? Thì em hỏi ai người ta cũng cười hết á. Cái này là mình làm gì cô? Muốn xả me hả? À, con mới nghe luôn á. Chắc vô chắc ăn vô đâu chua vậy ha. Gì hả? Mất tiền luôn hả? Ăn chua không? Chua mà ngọt ngọt con á. Trời. Gì hả? Con chưa có ăn. À, chắc hồi khi mà kết thúc video chắc phải thử thử cái món mà me me xả này cái quý vị nghe luôn hả? Vậy chắc không ai dám ăn rồi, ăn rồi sợ ghiền rồi cái không có ăn. Ồ, xin chào cô bác nhá, đây là đoàn của mình đến từ đâu cô? Hồng Ngự ha, đoàn mình từ dạ từ thiện mình đi đến đây mình tổ chức mình làm những cái món đồ ăn gì cô? Gì hả? À, chừng nào mình phát hết mình về hay sao, hay là hết lễ mới về cô? Dạ hết lễ mới về hả cô? Hồng Ngự mình con mất quá là lòng luôn. Cô cho con hỏi về cái cảm nghĩ của cô trong cái giây phút này khi mà được phục vụ trong cái ngày lễ của Đức Bổn Sư cô. Quá vui không? Mấy đứa có coi YouTube không? Dì Minh xin chào quý vị cô bác. Thì hiện tại giờ Dì Minh đang có mặt tại chùa Tam Bửu Ba Trúc ở Trần Biên An Giang quý vị. Thì hôm nay là cái ngày đại lễ một kỷ niệm 132 năm đại lễ Dương Tịch ngày Đức Bổn Sư quý vị. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ lại cho quý vị cùng xem cái trong cái ngày lễ nó như thế nào cho bà con cô bác biết, và muốn gỡ nhắc nhở đến bà con cô bác là những cái ngày lễ để cho bà con cô bác biết thì đi đến đây để là thăm viếng rồi nha quý vị. Thì đây là chức của chùa quý vị. Đây. Của chùa Tam Bửu. À. Thì để mình đi qua đây cho quý vị xem. Đây. Đó. Thì cũng có khá nhiều lực lượng công an bảo vệ để giữ gìn an ninh quý vị. Thì hôm nay là cũng bên đây thì khá là đông luôn quý vị ơi. Đây. Kia cũng có lực lượng anh em dân quân đồ giữ gìn an ninh nghe quý vị. Cho nên là cũng có một số thằng á xấu, cho nên là cơ quan nhà nước cũng bố trí nhiều lực lượng ở đây để giữ gìn an ninh như vậy. Đó. Đây cũng có khá nhiều YouTuber đến đây để livestream trực tiếp luôn như vậy. À, ở đây rồi. Đây, cô cô cho hỏi cái này là mình thuốc nam mình miễn phí hay sao cô? Đoàn của mình là đi từ đâu đem thuốc nam đây để miễn phí cô? Ở đâu? Dầm Sám Cây Dương. Dầm Sám Cây Dương ha. Dạ. Họ quỷ luôn. Là mình cho ai mà có bệnh gì đó là mình cho miễn phí luôn hả cô? Dạ. Dạ. Cái này là thuốc này nó là cái nó chủ chỉ gì cô?
Dạ. Thuốc mát mà ha. Dạ. Còn mình đi lên đây hồi nào cô? Hồi sáng này hả? Dạ. Thì mình cho nào hết thuốc mình về hay sao cô? Dạ. Dạ. À cô bác này đi đến chùa ai mà có cần thuốc gì là có. Còn cái chai này là chai gì cô? Thuốc gia truyền hả? Tiêu ha. Này cái này là già trẻ bé lớn gì cũng được luôn hết cô. Dạ. Dạ. Ăn không tiêu rồi ha. Con nít uống được không? Hai em này cũng ở trong đoàn này luôn hả? Hai em cũng ở trong đoàn của cô luôn ha. À. Quá quý rồi. Dạ. Dạ, cảm ơn cô nha. Chúc cô là nhiều sức khỏe nha cô với sư huynh muội trong đoàn. Dạ. Đây nè quý vị. Thuốc nam từ thiện. Nói chung là ở đây tại chùa Tam Bảo những cái đoàn á, phái đoàn người ta tới đây thì chùa cái gì cũng từ thiện hết cho quý vị ơi. Đây. Đó, có thể thấy trong đó là rất là đông luôn. Đó. Đó bên kia thì thấy hành trình 67 thì có quát mà. Ồ. Đâu vậy? Đây để mình sẽ quay trực tiếp cho quý vị xem. Đây. Đó quý vị. Mấy em học sinh gặp mắc cỡ có quá nhiều học sinh luôn rồi. Quá nhiều học sinh rồi. Mấy đứa có coi YouTube không? Dạ. Nhớ ủng hộ chú nha. Dạ. Vì mình vlog á. Dạ. Có coi có quay có đăng rồi mà đứa không coi hả? Dạ. Chúc mấy đứa đi thật là vui nha. Dạ. Nhiều sức khỏe, nhớ học cho tốt nha. Dạ. Sau này làm lãnh đạo của đất nước. Bye bye mấy đứa nha. Rồi có khá nhiều là học sinh luôn. Đây nè. Khá nhiều học sinh. Ở bên đây thì có một cái đoàn quý vị. Cái đoàn này là của đồng đạo mình. Ồ, xin chào cô bác nha. Đây là đoàn của mình đến từ đâu cô? Hồng Ngự ha. Còn mình từ thiện mình đi đến đây mình tổ chức mình làm những cái món đồ ăn gì cô? Gì hả? Dạ. Chừng nào mình phát hết mình về hay sao hay là hết lễ mới về cô? Ba bữa. Dạ hết lễ mới về hả cô? Hồng Ngự mình. Con mở tâm nông hả? Dạ con mở tâm nông á. Rồi. Chúc quý cô thật nhiều sức khỏe trong cái ngày đại lễ của Đức Bổn Sư nha cô. Rồi. Dạ, cảm ơn cô nha. Rồi, cảm ơn cô luôn. Đây. Cô ba. Cô, dạ. Hôm nay mình làm gì cô? Cháo hả? Mấy cháo rất ngon nè quý vị ơi. Đây là đồ miễn phí không nghe, các đoàn của mình á bên đồng đạo luôn. Người ta tới đây để là nấu ăn miễn phí cho bà con của bác từ phương xa về. Rồi. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Nhiều gì rồi. Đó. Quá khá đông luôn quý vị. Thì buổi sáng hôm nay thì có khá là đông luôn quý vị ơi. Bà con bác thì bên đây thì người ta đây là một cái nguyên cái dãy như là để ăn như quý vị, dãy như băng chèn như đó. Bà con bên đây thì để ăn
đó. Đó, đây này có tiếp viên luôn. Đó, những cái đồ ăn miễn phí ở tại chùa để là phục vụ cho bà con trong những cái ngày lễ này của mà Đức Bổn Sư. Đó quý vị. Rất là đông vui luôn. Đây à. Quá là đông luôn. Cô cho con hỏi về cái cảm nghĩ của cô trong cái giây phút này khi mà được phục vụ trong cái ngày lễ của Đức Bổn Sư con. Quá vui không? À. Không có từ nào tả khác nữa sao con? Quá vui rồi. Quá vui rồi. À, cảm ơn cô nha. Chúc con nhiều sức khỏe nha. Không phải rồi vậy. Đây là cô làm ở cái tâm rồi đấy. Chung là bà con cô bác là làm phục vụ bằng cái tâm quý vị nè. Đó, có anh Trinh. Ô chào Trinh Trinh 67 á. À đây cũng có gặp anh Hành Trình 67 đây nữa. Đây à quý vị vô, quá là động bà con luôn. Đây à, bà con từ các phương xa lại. Đó, đây là một cái khu khu làm rau để là phục vụ bà con mình các phương xa. Chào mấy cô với bác ha, mấy chị ha. Đây à quý vị vô. Đó, quá đông luôn. Cô làm gì cô? Cô làm cá mú hả? Để mình đãi cho khách người ta ở phương xa là ăn đúng không cô? À. Thì cái cảm nghĩ của cô trong cái lúc này nó như thế nào, có thể là cho chia sẻ cho khán giả được biết không cô? Mình đi qua đây mình giúp cho mình làm. Dạ. Mình làm bằng cái tâm của mình hả cô? Để chia sẻ yêu thương. Dạ. Con rất là cảm ơn cô và chúc cô nhiều sức khỏe nha. Dạ. Đây nè, có gì không? Quá là đông bà con quá. Có thể nói là rất là đông. Rồi. À, quá đông quý vị không? Đây là cái khu làm rau. Quá đông cái máy. Cái khu làm rau cho quý vị xem. Có rất là nhiều rau hoa quả luôn. Đây là cái thau. Thau này thau gì ta? Ngon hả? À, bà Hà quý vị. Cái me này là mình làm gì cô? Xả me hả? À con mới nghe luôn á. Đi chắc vô à, chắc ăn vô đâu chua vậy ha. Chú ăn mất kiền luôn á. Gì hả? Mất kiền luôn hả? Ăn chua không? Chua chua mà ngọt ngọt ngon lắm. À, đã biết rồi. Gì hả? Con chưa có ăn. À chắc hồi khi mà kết thúc video chắc phải thử thử cái món mà me xả này cái quý vị. Kèn luôn hả? Ờ. Vậy chắc không ai dám ăn rồi. Ăn rồi sợ ghiền rồi cái không có ăn. À. Cô đến từ đâu cô? Mấy cô đến từ đâu? Cô ở đây luôn. Cô đây hả? Dạ. Cô cho con khán giả biết về cái cảm xúc của cô trong cái ngày đại lễ của là Đức Bổn Sư được không cô? Dạ. Dạ. Hôm nay là vừa làm nhưng mà tuy mệt nhưng mà rất là vui đúng không? Do là tiếng ồn của cái máy đó, cho nên là quý vị khán giả cũng thông cảm nha. Dạ. Rồi con chúc cô bác quý chị cô bác đây thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn quý vị và bạn. Dạ.
à, nhớ vô kênh Duy Minh Vlog xem nha, ủng hộ con với bụng ăn. À, nhớ bụng quên ăn luôn hả, trời ơi cô bụng dạ 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 cảm ơn cô à. Mở động luôn. Quá ồn rồi, quá ồn rồi. Để mình đi qua đây cái gì rồi. Đó. Đây là xã luôn cái gì. Đó. Bà con đang tấp nập làm ở đây. Còn một số thì ngoài kia. Đây có xoài luôn đó quý vị ơi. Đây. Còn khu này là khu rửa chén trong tại chùa Tam Bửu quý vị. Để mình cập nhật. Ồ, chôm chôm tặng cho con cái gì? Ờ, con cảm ơn cô nha. À ơi quá trời vui luôn rồi. À, là mình được tặng cô này tặng cái lọc cho mình luôn. Đó, trong cái ngày đại lễ của mà Đức Bổn Sư thì để mình được cái lọc này là rất là hên luôn quý vị. Rồi. Chúc cô bác thật là nhiều sức khỏe nha. À, quá vui rồi. Thì mình sẽ đi dài dài ra sau cho quý vị cùng xem nha. Đó. Đây nè quý vị ơi, đây là khâu cô bác ở sau làm xã này. Dạ chào ba. Dạ, quay đi ha. Dạ con quay YouTube đó bà. Dạ quay đây đẹp không? Oh, quá đẹp rồi, người nào cũng đẹp hết. Trời ơi bà con ở đây đang làm xã. Dạ đang làm xã rất là háo hức. Chào cô ạ. À. À, quý vị. Xã này mình làm gì chị? Làm muối xả. Làm muối xả xả me nữa vậy. Dạ, dạ, chứ trong kia con nghe người ta đang làm me, tao nói muốn xả me ngon lắm. Xả me ngon. Mà từ đó giờ chưa biết. Dạ, mới ăn là ghiền luôn phải không chị? Dạ, rồi cái này chắc em không dám ăn rồi. Tại vì ăn mà sợ ghiền là muốn có ăn luôn. Rồi. Tại ghiền rồi mơ mốt rồi mất chạy lên đây rồi kiếm cô bác với anh chị đây là làm nữa. À, chị có thể cho em một cái cảm nghĩ cảm xúc khi mà mình đến đây để phục vụ bà con cô bác trong cái ngày đại lễ của Đức Bổn Sư Duyên Tịch kỷ niệm 132 năm không chị? Không chị nói cảm xúc, em hỏi cảm xúc của chị mà. Chắc cái kiểu này vui quá không nói nên lời rồi. Đúng không vậy? Vui quá phải không? Thì em hỏi ai người ta cũng cười hết á. Tại vì vui quá sao á. Rồi rất cảm ơn chị ha. À. Chị là chị vui quá cho nên là chị không nói nên lời luôn rồi bà con ơi. À. Rất nhiều bà con cô bác đến đây để phụ trong cái ngày lễ. Dạ. À chắc cô này đi, để cô này nói đi. À chắc là cô này lớn như, trong đây là cô đại diện gọi đi ra đi qua đi anh. Dạ. Dạ, mô Phật. Rồi cô cho con cô thứ mấy? Cô thứ mấy? Thứ hai. Thứ hai cho cô cho con cái cảm xúc của cô trong cái ngày đại lễ của một kỷ niệm 132 năm của Đức Bổn Sư cô. Đó như thế nào? Thì vui đông bữa nay là vô rồi nè, làm mà nay với mơ với một ngày chắc. Dạ.